và chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn hiện tại là một chiếc Honda. Và chiếc xe này là chiếc xe Honda AB 110 bò. AB này có cũng sản điện tử FP như các bạn, mặc dù nhìn thấy nó cũng không có đẹp lắm nhưng mà rất là bền. Với chiếc xe Honda AB đầu bò này thì đi được cái nó rất là lợi xăng mà nó lại bền. Nó mang biển số 59923489. Và với chiếc xe Honda AB này thì mình mong muốn bán với giá là 14 triệu 200 nha các bạn. Đây giấy tờ chính chủ, bao nhiêu tên, xác tên. Ok, đó là chiếc này chứ các anh chị là chiếc xe quay Repson. Xe quay Repson này rất là quái, rất là lạ, rất là lập dị. Xe gì mà đằng trước là bánh cầm, đằng sau là bánh mâm, đằng trước bánh cầm là hai đĩa luôn nè các bạn, bánh cầm là hai đĩa, thấy không? Chạy gì đi đâu mà chạy dưới đó. Bánh cầm hai đĩa, bánh sau thì một đĩa. Nhưng mà được cái là xe không có độ gì hết, bên ngoài thôi các bạn. Rất là mới, đây chạy còn rất là mới. Còn với
em nó mang biển số 59F3 44067, cà phê của nó là các bạn không có tin luôn, chưa kịp ráp vô luôn. Và với chiếc xe Honda Way này thì mình mong muốn bán cái giá là 18 triệu, 18 triệu nha các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn cái chờ màu đỏ, chiếc xe chờ màu đỏ này rất là mới. Xe còn rất là mới, rất là liền làng, đẹp từ chân xuống dưới luôn. F2-6611 thì mình mong muốn bán chiếc xe phía chờ này với giá là 22 triệu, 22 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình sẽ giới thiệu các bạn khách chị chiếc xe Honda phía chờ màu xanh. Đây là chiếc xe Honda phía chờ Tiger, xanh Tiger màu xanh. Chiếc xe này thì giá nó mềm hơn, xe nó cho khách hàng luôn luôn ở là nói chung là có được cái niềm
tin cũng như là có cái sự chắc chắn, và khách hàng luôn đúng những cái ý kiến cũng như là cái mong muốn gì của khách hàng luôn đúng đó.